Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em môn khoa học lớp 4, bài 67 và 68 nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm giúp các em khi quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài hôm nay mình sẽ ôn tập về thực vật và động vật nha. Bài 67 và 68 ôn tập thực vật và động vật. Trước hết là mình sẽ có một câu hỏi. Dựa vào mối quan hệ về thức ăn giữa cây lúa và các con vật có trong cái hình dưới đây để xây dựng sơ đồ về các chủ thức ăn nhé. Giờ trước hết là mình sẽ có cây lúa. Mình thấy là cây lúa là thức ăn của cây lúa sẽ là nước, không khí và ánh sáng, đúng không? Các chất hòa tan có trong đất. Còn hạt lúa sẽ là thức ăn của chuột, gà và chim, đúng không? Tiếp theo là con chuột. Chuột thì sẽ ăn lúa nè, ăn gạo, ngô, khoai. Và nó cũng là thức ăn của gián hổ mang, đại bàng, mèo và gà. Đúng nè. Chuột đồng thì người cũng có ăn chuột đồng nha. Giờ tiếp theo là đại bàng. Đại bàng, thức ăn của đại bàng sẽ là gà nè, chuột. Còn xác chết của đại bàng sẽ là thức ăn của nhiều loài động vật khác. Tiếp theo là hình số 4, đây là cú mèo. Thức ăn của cú mèo sẽ là chuột. Mèo thì sẽ săn mồi vào ban đêm. Và thức ăn của cú mèo sẽ là chuột. Mình thấy là đôi mắt của cú mèo rất là tinh vào ban đêm, đúng không? Nó sẽ nhìn rõ vào ban đêm. Nên nó ban đêm nó sẽ ra cây ngoài để kiếm mồi. Thức ăn của nó sẽ là các con chuột. Giờ tiếp theo là hình số 5, là gà, con gà. Gà, thức ăn của gà sẽ là khóc nè, sâu bọ, côn trùng. Gà thường bới đất để tìm mấy con chung đất nữa, đúng không? Cái gieo non, gà cũng là thức ăn của đại bàng, gián hổ mang và cả con người, đúng không? Giờ tiếp theo là hình số 6, là gián hổ mang. Gián hổ mang là thức ăn của gián hổ mang sẽ là gà, chuột, ếch và nhãn. Gián hổ mang cũng là thức ăn của người. Người cũng có thể là ngâm dụ gián để uống, đúng không? Giờ sau khi xem các hình xong mình trả lời câu hỏi. Dựa vào mối quan hệ về thức ăn giữa cây lúa và các con vật có trong các hình dưới đây để xây dựng sơ đồ về các chủ thức ăn nhé. Giờ trước hết là cây lúa. Thức ăn của cây lúa là nước, không khí, ánh sáng, các chất khoáng và tan trong đất. Hạt lúa là thức ăn của chuột, gà và chim. Còn con chuột, chuột ăn lúa, gạo, ngô, khoai. Và nó cũng là thức ăn của gián hổ mang, đại bàng, mèo và gà nha. Còn đại bàng là thức ăn của đại bàng. Thức ăn của đại bàng sẽ là gà. Chuột, xác chết của đại bàng là thức ăn của nhiều loài động vật khác nha. Còn cú mèo, thức ăn của cú mèo sẽ là chuột nha. Còn gà là thức ăn của gà sẽ là khóc, sâu bọ, côn trùng, những con dung đất, đúng nè. Cái dao non và gà sẽ là thức ăn của đại bàng, gián hổ mang và cả con người luôn nha. Còn gián hổ mang sẽ là thức ăn của gián hổ mang sẽ là gà, chuột, ếch, nhái. Gián cũng là thức ăn của con người, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ có một câu hỏi. Dựa vào các hình dưới đây em hãy nói về chuột thức ăn, trong đó có con người nhé. Giờ như là hình số 7, đây là cả gia đình ăn cơm, đúng không? Thì trong bữa ăn thì sẽ có cơm này, có rau, đúng không? Có thịt cá, tôm, cua này kia, đúng không? Tùy theo gia đình. Nếu mà gia đình giàu thì người ta sẽ ăn những món ngon, những món đắt tiền như là tôm, cua, ớt,
mực này kia, hải sản này kia đúng không? Còn nhà nghèo thì người ta thường sẽ ăn đậu hũ, hoặc là thịt heo hoặc là cá thôi đúng không? Giờ tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 là con bò. Con bò thì nó chỉ ăn cỏ thôi, và ăn cỏ thì nó có thể là, nếu bò sữa thì người ta sẽ lấy sữa của nó, còn bò bình thường thì người ta sẽ lấy thịt của nó để làm thức ăn cho người đúng không? Giờ tiếp theo là hình số số 9. Chứa hết tảo và các động vật nhỏ sẽ là thức ăn cho con cá nhỏ. Những con cá nhỏ này sẽ là thức ăn của những con cá lớn hơn, và những con cá lớn hơn này sẽ là thức ăn của người. Có thể là người sẽ là ăn trực tiếp nấu chín, hoặc là người ta đóng hộp cũng được đúng không? Giờ sau khi xem hình xong mình trả lời câu hỏi. Như vậy là người ta yêu nói là dựa vào cái hình dưới đây em hãy nói về chuỗi thức ăn, trong đó có con người. Như vậy là hình số 7 thì cả gia đình đang ăn cơm đúng không? Bữa cơm có rau, cơm, rau, thịt, cá, cua, ếch, tôm, mực, vân vân. Còn rất nhiều món khác nữa. Hình số 8 là bò ăn cỏ. Như vậy là hình số 9 đây là sơ đồ, thì mình thấy là các loại tảo này. Loại tảo thì sẽ thức ăn của cá. Cá sẽ là thức ăn của cá lớn hơn. Rồi sau đó có thể là cá đóng hộp được, sẽ là thức ăn của người. Như vậy bò ăn cỏ, còn người ăn thịt bò. Đó là một chuỗi thức ăn nha. Các loài tảo là thức ăn của cá, cá bé là thức ăn của cá lớn đóng hộp là thức ăn của con người. Như vậy mình sẽ có sơ đồ sẽ là cỏ, bò, người, hoặc là các loài tảo, cá, và người đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo là mình sẽ có hai câu hỏi nhé. Điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt? Và bạn có nhận xét gì về vai trò của thực vật đối với sự sống trên trái đất nhé? Như vậy trước hết mà trả lời câu thứ nhất, người ta hỏi là điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt? Nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt thì sẽ ảnh hưởng đến sự sống của toàn bộ sinh vật trong chuỗi thức ăn đó. Nếu không có cỏ thì bò sẽ chết. Con người cũng không có thức ăn. Nhưng mà trong trường hợp này thì con người không ăn thịt bò thì có thể ăn các thực vật khác. Các động vật khác, thực vật khác cũng được đúng không? Như vậy là trong chuỗi thức ăn này con người có nhiều lựa chọn khác nhau đúng không? Con bò mà này không có cỏ thì sẽ bị chết thôi. Rồi tiếp theo là cá. Nếu mà không có cá thì các loài tảo vi khuẩn trong nước sẽ phát triển mạnh, sẽ làm ô nhiễm môi trường nước, và chính bản thân con người cũng không có thức ăn đúng không? Nhất là như vậy lúc này thì môi trường nước bị ô nhiễm đúng không? Thì không có cá, và người sẽ không có cá để ăn. Như vậy mình có thể ăn thức ăn khác cũng được, vì mình có nhiều lựa chọn khác, thức ăn khác nhau đúng không? Tiếp theo là trả lời câu hỏi, bạn có nhận xét gì về vai trò của thực vật đối với sự sống trên trái đất? Như vậy là mình thấy là thực vật rất quan trọng đối với sự sống trên trái đất. Thực vật là sinh vật hấp thụ các yếu tố vô sinh để tạo ra yếu tố hữu sinh. Hầu hết các chuỗi thức ăn thường bắt đầu thực vật. Như vậy mình thấy là thực vật sẽ là hút khí carbonic nhả ra khí oxy đúng không? Nhờ có thực vật nên không khí sẽ có khí oxy hoài cho mình thở đúng không? Nếu mà không có thực vật thì nguồn oxy sẽ cũng cạn kiệt dần, và người sẽ không thở được và sẽ chết đúng không? Thực vật sẽ là thực phẩm trực tiếp cho người hoặc là gián tiếp cho người, có nghĩa là thực vật sẽ là nguồn thức ăn của các động vật khác như là bò, khỉ này kia đúng không? Và những động vật đó sẽ là thức ăn của con người đúng không? Như vậy là thực vật rất là quan trọng đối với đời sống của sự sống trên trái đất nhé. Không có thực vật thì sẽ không có sự sống trên trái đất đúng không? Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy hay dạng gì thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.